Cũng giống như cách đây một năm, dù chưa chào đời nhưng đứa con thứ hai của vợ chồng hoàng tử William và công nương Kate Middleton đang làm nóng bừng thị trường cá cược của Anh. Mọi chi tiết liên quan đến em bé từ tên, giới tính, thậm chí đến ngày sinh của cháu nội hoàng gia đều trở thành chủ đề cá cược. Trước thông tin hoàng tử William và công nương Middleton sắp chào đón đứa con thứ hai, các nhà cái trên khắp nước Anh lại tất bật với công việc của mình. Người dân nước này đang ra sức suy đoán và cá cược về tên, giới tính, ngày sinh của bé. Theo George Greeley, đại diện nhà cái lớn nhất nước Anh, William Hill cho biết, hồi năm ngoái, trước khi hoàng tử George ra đời, Alexandra là cái tên được kỳ vọng nhiều nhất. Thời điểm đó, chúng tôi có những cái tên như Elizabeth, James hay Victoria. Đây đều là những cái tên nghe rất vương giả. Vào thời điểm tháng cuối thai kỳ của công nương Middleton, Alexandra đã là cái tên có tỷ lệ cược cao nhất. Ông hy vọng tình hình năm nay cũng sẽ diễn ra tương tự. Hiện tại, thời điểm chào đời của em bé hoàng gia thứ hai vẫn chưa được xác định. Do vậy mà những con bạc đặt cược vào khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 5 năm 2015. Cặp vợ chồng trẻ nổi tiếng của nước Anh và những đứa con của họ là đề tài nóng hổi trên những tờ báo tại Anh hôm 9 tháng 9 vừa qua.